Can I have a one very last? I promise this is a very last question for both of you. And that is about the message. Yeah. So what would be the message that you want to send to many other undergraduate Vietnamese students who want to do research, but they are hesitating now? So what is your message to inspire them doing research? So each of you, please, it will be the final one. I won't ask anymore, I promise. I can start with some sort of what do you call it, memory, or some sort of my first publication. What I'm trying to say with this example is, don't ever escape. Start doing the research and just try yourself. Look, my first publication, I got 7 rejections, and it took me more than 3 years to publish that paper, right? But I was persistent. I never give up, and I try and try and try. 3 years is a worth of time. You can do a PhD. It took a paper, right? So my message is, whatever you do in life, try your best. Never give up. Try to find where is the problem. Try to find different ways to be able to accomplish it. Because when you achieve the result, the feeling is different. Right, so I think this is what I can just suggest to everybody. Try your best, never give up, and keep trying. Thank you. Now, Thu, your message. Không đi của em. Okay. Đối với em này nó khá là cliché, tức là có nghĩa là có nhiều bạn nghe rồi nhưng mà em thấy rất là đúng, đó là just do it. Tức là ví dụ đối với case của em, tức là đối với trường hợp của em đi, bây giờ em biết là em sẽ làm research paper, khi mà có cái cơ hội này tới thì em chỉ nghĩ là just do it, tức là cứ làm, đã cứ khám phá, đã lỡ đâu mình hợp với cái con đường này, lỡ đâu mình thành công với con đường này thì sao. Thì với cái câu châm ngôn như vậy thì em cứ mở rộng lòng mình đối với những cơ hội mới, và cuối cùng là em cũng đạt được một cái khá gọi là thành tựu. Thì em nghĩ là các bạn sinh viên cũng vậy á, thì các bạn, nếu như các bạn này còn đang băn khoăn là liệu mình có khả năng để mà mình theo đuổi cái con đường này không á, thì mình nghĩ là just do it, tức là cứ làm trước. Thì các bạn có làm thì các bạn mới biết liệu là mình có phù hợp với con đường này hay không, hoặc là các bạn mới đếm được những cái ups and downs, tức là những cái gọi là gì ta, những cái trái ngọt hoặc là những cái quả đắng của cái chặng đường này á. Ngoài ra thì những cái bạn mà còn đang kiểu cảm thấy là mình chưa biết gì hết, thì Thư nghĩ là nếu mà các bạn tham gia cái buổi webinar này thì các bạn đang có một cái gì đó, định hướng gì đó trên đầu á, thì Thư nghĩ các bạn just do it, thì các bạn sẽ khám phá ra những cái cơ hội cho mình. Thì Thư nghĩ vậy.